Xin chào mọi người, hôm nay công ty Thế Giới Máy sẽ giới thiệu với mọi người con máy Thái Chuối Takeo TK1500, được sử dụng động cơ điện 2,2 kg với vận tốc vòng là 2.900 vòng trên phút, sử dụng điện 220V, động cơ điện được bảo hành 12 tháng 1 đổi 1 do lỗi nhà sản xuất. Máy được sử dụng khung V, hàng cố định, chống rung lắc khi sử dụng. Bên trong máy có một lưỡi dao lớn, có hai lưỡi, năng suất máy đạt được là từ 800 đến 1.000 ký thành phẩm trong vòng 1 tiếng. Máy được bảo hành 18 tháng. Mọi người muốn mua máy liên hệ số điện thoại ở dưới video hoặc đến trực tiếp cửa hàng để gặp được nhân viên tư vấn trực tiếp mọi người.